Lâm xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay Lâm muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà rất nhiều các bạn đặt câu hỏi, một đề tài mà rất nhiều các bạn đặt câu hỏi, đó là mặt bằng. Mặt bằng có thực sự là quan trọng không? Bởi vì theo nhiều người, theo nhiều chuyên gia và thực tế rằng đó, thì nhiều người và thực tế cũng chứng minh rằng mặt bằng là một trong những yếu tố sống còn để kinh doanh quán cà phê, và nó chiếm tỷ lệ thành công hơn 70% các bạn nha. Long đang đứng ở một nơi rất tuyệt vời. Các bạn nhìn đấy, đây là một con đường, đây là một con đường ven biển ha, và một cái, và đây là một cái mặt bằng, đây là một cái quán cà phê. Thực sự khi mà nói về mức độ đầu tư á, thì thực sự nếu các bạn nhìn các bạn thấy là không có nhiều hết á. Nhưng bây giờ mình cứ thử đi một vòng mình xem, rồi các bạn sẽ tự cảm nhận, sẽ tự đánh giá rằng là tại sao cái quán này nó đông khách, hoặc tại sao cái quán này nó vắng khách, hoặc cái quán này như thế này là tốt hay như thế này là không. Thì ở trên đây Lâm muốn chia sẻ những cái điểm nổi bật của cái quán này, và anh em tự rút ra cái bài học cho mình. Và khi rút ra cái bài học cho mình như thế thì anh em sẽ chia sẻ comment để mọi người cùng cùng học hỏi nhau ha. Đây là con đường Trần Phú ha. Và các bạn biết đối diện bên kia là một cái bãi đất trống rất là lớn để xe hơi. Rồi quanh đây á, vỉa hè đây thì không có đường, ở đây thì không cấm đậu xe hơi, đó xe hơi đậu thoải mái hai bên đường. Bên ngoài ra góc bên kia vẫn còn một cái con đường rất là lớn, có thể đậu rất là nhiều xe hơi đó. Và xe máy thì có thể đậu dọc cái hẻm này. Đây. Và đặc biệt á, thông thường người ta nói quán á, thì cái mặt tiền đường á, sẽ là cái ăn khách nhất, và thường khách thích ngồi đó. Nhưng mà không, cái quán này khách không thích ngồi ở lề đường các bạn. Lề đường dùng chỉ để xe máy thôi. Đó, rồi mình bắt đầu đi. Lâm chỉ chia sẻ. Đây là cái quán. Đây, và khi và cái quán này số cũng không đẹp. Số 13. Rồi, đây là cái cửa của quán. Quán này được cái là có rất là nhiều cây xanh, quá trời cây xanh luôn, cây xanh tự nhiên. Và đây là Tết cho nên này sẽ có một cái cây mai rất lớn này. Đây, quán này hay ở một cái á, gọi order đây, hay ở một cái á, là nó rất là rộng. Trước đây nó là một cái bãi đất trống, một cái đồi trống ha, và để hoang vậy á. Nhưng mà sau đó thì người ta đã khai thác để mà sử dụng làm quán để kinh doanh. Và khi các bạn nhìn thấy những cái vật liệu để làm quán đây thực sự là rất là đơn giản và không có mài dũa gì cả các bạn thấy không. Ví dụ đây, những cái cây thông, những cái cây gỗ thông, không cần mài dũa luôn, thậm chí gỗ pallet, đồ pallet đây. Tường xây tường gạch rất là cơ bản ha, không có gì là trau chuốt cầu kỳ đó. Đây, ghế vẫn là những bộ ghế gỗ ly mang đi, những loại ghế gỗ rất là bình thường, giống như tất cả các quán cà phê khách khách tự bưng nước luôn. Đây là gọi order, khách phải đến đây order nước. Và giờ là Tết cho nên sẽ có những cái hoa như thế này thôi. Đây là không gian tầng dưới, vì đây nó là một cái vì đây nó là một cái giống như ngọn đồi nhé, cho nên là xưa đến giờ, cho nên là nó có rất nhiều cây. Là ở đây còn có một cái cây gòn đó, ví dụ cây đây, cây gòn rất là lớn này, có người cây xanh rất là nhiều. Và cái đồi như vậy người ta làm những cái khu vực này, cây gòn người ta sẽ phân bổ được nhiều cái khu vực, nó dạch tầng lên đó. Do đó là nhìn cái không gian nó vừa rộng, nó vừa thoải mái mà không có chán mắt. Đây các bạn nhìn đó, rất là nhiều khách. Và đây họ làm những cái cầu như thế này, không biết gọi là gì, để có thể là chụp hình check in. Đây, từ từ khám phá tiếp nha. Đây đó, những cái này nói chung là cái không gian kinh doanh cà phê này đó, rất là cơ bản và tạm bợ. Đây ví dụ đây là cái quầy bar thì nước ở đây không có mắc,
nước ở đây nó sẽ dao động từ 40 mấy tới 50 ngàn. Quanh đây thì có một số quán người ta trang trí đẹp hơn, tốt hơn, và cái giá nó sẽ cao hơn khoảng từ 15 tới 20 ngàn, từ 15 tới 20 ngàn. Đây khu vực quầy bar làm rất là đơn giản, cũng bằng những gỗ gỗ ba lết thôi, gỗ ba lết ha. Quán này gọi là Amor Beach, thành những gỗ ba lết rồi áp dụng công nghệ mang đi, khi mà khách rung lên thì khách đã tự lấy nước hoặc là có nhân viên mang tới. Đây những cái bàn ghế rất là cơ bản, thậm chí gỗ đóng ghế đóng bằng gỗ ba lết, cực kỳ rẻ tiền nhưng có vẻ nó phù hợp với không gian ở đây, với phong cách ở đây. Về khu vực nhà vệ sinh cũng rất là tạm bợ, nói chung là rất tạm bợ, nhưng kiếm được tiền thiệt các bạn. Và một trong không gian, một trong những cảnh quan mà mọi người sẽ cực kỳ thích, các bạn biết đây không, buổi sáng đi đây các bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, ngồi uống cà phê uống nước rất thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì trước mặt đây là biển, đây là bãi dâu, rất là đẹp. Là một cách tạm nhưng phù hợp với cái không gian, phù hợp đối tượng khách hàng. Khách hàng đây là những người trẻ, giá thành không quá mắc, 40 mấy 50 ngàn có ly cơ. Đây cũng là một góc chụp hình rất là chiêu, rất là mặc dù những cái đồ để nền nó rất là sơ sài cơ bản. Tết thì nó còn có này chứ bình thường nó không có. Thôi mình đi tiếp nha. Ban ngày thì có thể nắng một chút nhưng mà không sao, nắng biển gió biển rất là tuyệt vời. Rồi đây là không gian bên dưới, không gian này có thể đi xuống dưới bãi biển luôn đó. Họ kết hợp hài hòa giữa cây xanh và những cái bãi đất. Rồi khu vực này đi xuống biển này, sát biển luôn nha các bạn. Các bạn thấy tuyệt vời không? Mình có thể ngồi ngay đây sát biển luôn. Gió cực kỳ mát luôn. Thậm chí các bạn có thể nhảy luôn xuống biển. Đây, ví dụ nhảy luôn xuống biển. Đây, mình có thể bước luôn xuống biển. Nước bây giờ đang lên, không biết đang lên hay xuống, nhưng mà nước rất là trong, rất là sạch. Một cảnh quan rất là đẹp. Này, ngồi ở đây uống cà phê thực sự là tuyệt vời đúng không ạ? Tại vì cái gió của biển, cái không khí của biển nó khác hoàn toàn với cái khi mình uống, mình hít thở cái không khí ở dưới sông. Ngồi mà trước mặt sông mình đã thích rồi đó. Rồi check in biển rất là sáng, và họ sử dụng cái ống sáng vàng làm cái điểm nhấn, tạo ra cái không gian rất là ấm cúng cho cái quán. Cực kỳ nhiều cái điểm để check in chụp hình và rất là dễ thương. Đây mấy bạn nhỏ có thể xuống luôn bãi cát để chơi đó, các bạn thấy chưa. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, và thực sự hôm nay Long dẫn gia đình cùng đi uống cà phê ở đây thì thấy rằng là thì chia sẻ các bạn một trong những cái mô hình quán rất là phổ biến tại Vũng Tàu, đặc biệt là khu vực bãi dâu và bãi trước, đặc biệt là bãi dâu có những cái mỏm đất nó lấn ra biển, một bên là đường, một bên là bãi đất, và như vậy vô tình tạo nên một cái cảnh quan thật là tuyệt vời. Đây ví dụ Long đang đứng ở dưới cái bờ biển này đây. Vậy thì theo các bạn, điều gì đã làm cho và điều gì đã thu hút được cái lượng khách rất là lớn mà từ cái khu vực này ra trung tâm của thành phố Vũng Tàu ở đâu đó khoảng chắc 4 cây số đi vòng bờ biển. Tuy nhiên rất là nhiều khách ra đây, bởi vì đây là một cái không gian rất là tuyệt vời để cho uống một ly cà phê 40-50 ngàn và thưởng thức cái cảnh quan. Đây ví dụ đây có cả con sứa này, sứa. Cảnh quan rất là tuyệt vời, biển rất là sạch, ban ngày chắc tắm được đó, bây giờ thậm chí cũng có người ra tắm đó. Rồi vậy thì qua đây thì các bạn hãy tự đúc kết cho mình một cái bài học, một cái câu bài học về cái chủ đề mặt bằng này. Các bạn có thể chia sẻ video cho Long với tất cả anh chị em để mọi người cùng
học hỏi lẫn nhau ha. Đây. Đó, cái này tầng dưới nha. Nó rất là đơn giản ha. Đồ trang thiết bị rất là đơn giản, giá thành phải chăng. Ngày hôm sau thì Long có thể dẫn các bạn một cái quán khác, cái không gian nó hoàn toàn khác, giá cả cũng hoàn toàn khác, đối tượng khách cũng hoàn toàn khác để mình trải nghiệm. Mình xem thử ha. Đó, cực kỳ đơn giản. Thế nè. Đó, mấy bạn nhỏ rất là thích khám phá ở đây, nhưng mà đây hơi trơn. Rồi các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Ngày mùng 2 Tết đang được ở một cái không gian rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng thông qua cái video này các bạn có thể rút ra được nhiều cái bài học để chia sẻ cùng với mọi người. Nhân dịp mùng 2 thì chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Tính để suy nghĩ, tìm tòi ra nhiều ý tưởng cho cái hoạt động kinh doanh của mình các bạn nha. Rồi, chúc các bạn ngày mới thật tuyệt vời. Một ngày thật tuyệt vời. Hôm nay giới mới rồi, tối rồi các bạn.